một ngôi sao võ thuật nổi nhất Hồng Kông bất ngờ qua đời bí ẩn với hàng loạt thuyết âm mưu. Anh ta bị đầu độc. Anh ta bị hãm hại bằng cú điểm huyệt hẹn giờ chết hay đơn giản là sốc thuốc. Còn chính bố mẹ anh ta lại tin con trai mình dính lời nguyền bị cướp đi linh hồn. Vậy sự thật là gì? Sau hàng chục năm, cái chết của Lý Tiểu Long vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Xung quanh đó có rất nhiều thuyết âm mưu cùng những lời đồn đoán. Vậy đó là những thuyết âm mưu như thế nào, lời đồn đoán ra sao? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé! Cú điểm huyệt hẹn giờ chết từ kẻ lạ mặt. Khi Lý Tiểu Long thức dậy vào sáng ngày 20 tháng 7 năm 1973, anh hoàn toàn khỏe mạnh và sung sức trong một lịch trình bận rộn. Anh gặp nhà sản xuất Raymond Chow để thảo luận về bộ phim sắp tới. Đồng thời, diễn rất nhiều cảnh quay, bất chấp cái nóng thiêu đốt của mùa hè. Rồi anh và Châu tới nhà đạo diễn Đài Loan có tên Đinh Phối. Ở đó, họ trao đổi về kịch bản và chuẩn bị ăn tối để gặp gỡ George Lazenby, diễn viên đóng vai James Bond. Trước khi đi, đột nhiên Lý Tiểu Long kêu đau đầu. Đinh Phối cho anh uống loại thuốc giảm đau thông thường mà cô vẫn dùng, rồi anh nằm xuống giường và ngủ thiếp đi. Lý Tiểu Long không bao giờ tỉnh lại. Khi phát hiện ra, Đinh Phối hoảng loạn gọi Châu. Bác sĩ cũng đến, nhưng mọi nỗ lực cấp cứu đều vô hiệu. Lý Tiểu Long, ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất Hồng Kông đã chết. Việc Lý Tiểu Long mang trong mình tuyệt kỹ công phu bỗng nhiên qua đời khiến cả Hồng Kông choáng váng. Nguyên nhân cái chết bí ẩn của Lý Tiểu Long là một dấu chấm hỏi lớn cho tới tận ngày nay. Theo kết quả cuộc điều tra của chính quyền Hồng Kông, Lý Tiểu Long chết vì phù não và nó có thể liên quan tới thành phần trong thuốc giảm đau. Tuy nhiên, kết luận này gây nhiều tranh cãi bởi Lý Tiểu Long đã dùng thuốc giảm đau nhiều lần trước đó mà không hề gặp bất kỳ vấn đề nào. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy không có triệu chứng của sốc phản vệ. Đã có nhiều tin đồn liên quan đến sự ra đi bí ẩn này của Lý Tiểu Long. Người thì nói do gây thù kết oán với băng nhóm mafia nên anh bị hội Tam Hoàng thanh toán. Người khác lại bán tin bán nghi do thành công của anh với hãng phim Gia Hòa đe dọa sự tồn tại của hãng phim Shaw Brothers nên bị hãng này thuê sát thủ ra tay. Người khác lại đoán giả đoán non, anh bị đạo diễn La Duy thuê người ám hại bởi 10 ngày trước đó hai người này đã xảy ra va chạm dữ dội. Có người khác lại bàn tán, trong một cuộc tỉ thí 3 tháng trước đó, anh bị một nhà sư chùa Thiếu Lâm điểm huyệt. Tuy nhiên, những người yêu thích võ thuật Trung Hoa thì tin, với sức mạnh của mình, Lý Tiểu Long không thể chết đơn giản như vậy. Có lẽ anh đã bị điểm huyệt, một công phu võ công huyền bí. Trên cơ thể người có 108 huyệt vị, trong đó có tới 36 tử huyệt. Những tử huyệt này hoặc gây tử vong tức thì hoặc dẫn đến cái chết trong một thời gian ngắn sau đó. Lý thuyết này được ủng hộ bởi cuốn sách mang tên Tẩy Oan Tập Lục của Tống Từ, nhà pháp y chứ danh thời Tống. Trong đó có nói về phương pháp mưu sát bằng điểm huyệt nhằm qua mặt giới chức điều tra. Nghe có vẻ mông lung, nhưng thực tế là kỹ thuật này có thật trong đời thực. Irving Soto là võ sư Hoa Kỳ từng đào tạo rất nhiều cảnh sát liên bang hay đặc vụ FBI. Ông nghiên cứu rất sâu và có luyện thiết xa trưởng từ khu phố Tàu. Soto cho biết, ông đã sử dụng công phu điểm huyệt từ những ngón tay sắt của mình với những người biểu tình. Sau vài ngày tôi được biết họ ho ra máu, một số khác có tới bệnh viện, nhưng bác sĩ không thể giải thích cho những chấn thương của họ. Sau đó, ông đồng tình với quan điểm Lý Tiểu Long chết vì bị điểm huyệt theo kiểu hẹn giờ, tức là cái chết chậm được hẹn trước. Năm 1980, bộ phim Fist of Fear, Touch of Death nói về Lý Tiểu Long được phát hành. Một trong những cảnh đầu tiên, võ sư Aaron Banks nói rằng huyền thoại võ thuật Hồng Kông đã chỉ cho ông về cách khai huyệt và điểm huyệt, rồi cuối cùng chết vì công phu này. Để củng cố lập luận, người ta nói về câu chuyện Lý Tiểu Long bị đánh vào đầu đến bất tỉnh bởi một kẻ lạ mặt trà trộn vào trường quay. Khi quay thử các cảnh có sự tham gia của các diễn viên quần chúng trong bộ phim Trò chơi tử thần, Game of the Dead, Lý Tiểu Long thực hiện kỹ xảo nhưng không thành công. Chú rồng họ Lý không giữ được bình tĩnh, cố gắng để nắm bắt được cảnh quay đều không thành. Bỗng nhiên, một diễn viên quần chúng lạ mặt tiến lại gần Lý Tiểu Long và đề xuất một phương pháp khiến cho Lý Tiểu Long rất thích thú. Cả hai đã cùng nhau uống vài chén ở phim trường. Bất ngờ, diễn viên lạ mặt đứng đối diện giáng một cú đòn mạnh vào đầu Lý Tiểu Long. Vua Kung Fu lập tức bất tỉnh.
người lạ mặt rẽ đám đông chạy thoát. Trong lúc náo loạn, không ai nhìn thấy người này lẩn đi đâu. Không ai biết gì về con người đó, không tên họ, thậm chí không ai biết hắn đã bày cảnh quay thú vị thế nào cho Lý Tiểu Long. Và theo Soto, chính từ lúc này, cái chết ít lâu sau đó của Lý Tiểu Long đã được hẹn giờ. Một thuyết âm mưu khác thì cho hay, anh chết do say nắng hoặc cảm nắng. Tác giả cuốn sách Lý Tiểu Long một cuộc đời có tên Matthew Brody là người đưa ra thuyết này. Được biết, một vài tháng trước khi chết, Lý Tiểu Long có thực hiện ca phẫu thuật nhỏ để cắt tuyến mồ hôi nách. Bởi anh thường ra rất nhiều mồ hôi ở vùng này khiến khi lên hình khá phản cảm. Dữ kiện ở Trung tâm Khí tượng Hồng Kông cũng cho thấy, ngày 20 tháng 7 là một ngày nóng nhất trong mùa hè năm 1973. Thời tiết nóng lại không thể ra mồ hôi, Lý Tiểu Long bức bối vì tăng thân nhiệt, sau đó dẫn đến chóng mặt và đau đầu. Cuối cùng, chết trên giường vào tối hôm đó. Dù lý do này nghe khá thuyết phục, nhưng với sức tưởng tượng và trí sáng tạo, cùng tài thám tử của cư dân không hề nhỏ, mà bởi vậy họ lại tạo ra vô vàn những lời đồn đại khác. Trong số những tin đồn thất thiệt gây rúng động thời kỳ đó là Lý Tiểu Long chết do bị chứng thượng mã phong khi đang quan hệ tình dục với người tình, đó là diễn viên Đinh Phối tại nhà riêng. Tuy nhiên, các bác sĩ với những công nghệ y học hiện đại vẫn phải đầu hàng. Họ chỉ có thể giải thích nguyên nhân cái chết đó là không rõ nguyên nhân. Lời nguyền chết chóc bị cướp đi linh hồn. Khi y học không thể đưa ra lời giải thích chính đáng thuyết phục, thì con người chúng ta sẽ tìm câu trả lời theo nhiều hướng khác, đặc biệt là tìm đến tâm linh, phong thủy hay là tướng số. Khi Lý Tiểu Long còn sống và cực kỳ nổi tiếng, nhiều người biết về thuật xem tướng số cho rằng Lý Tiểu Long nhân trung quá ngắn, đầu mày bị gãy, là loại yểu mệnh nên đã đột ngột ra đi ngay vào lúc sự nghiệp đang rực rỡ. Tất nhiên, những nhận xét này chỉ đưa ra khi anh đã qua đời, bởi khi Lý còn sống thì chẳng ai dám nói như vậy cả. Tuy nhiên, có thể họ có căn cứ. Ngay đến sư phụ Diệp Vấn, khi vừa thấy dáng đi của Lý Tiểu Long lắc lư khập khiễng do chân của anh có tật bẩm sinh, ông đã cười nói với Lý Tiểu Long rằng đi mà gót chân không chạm đất, đó chính là tướng đoản mệnh. Không ngờ, đó lại là một lời tiên tri. Không chỉ vậy, cái chết của con trai Lý Tiểu Long sau này còn khiến người ta tin rằng có một lời nguyền nào đó tồn tại quay quanh cái chết của hai cha con. Theo một tờ báo Trung Quốc, có một sự trùng hợp kỳ lạ như một lời nguyền xung quanh cái chết bí ẩn của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long, người qua đời ở tuổi 32 vào năm 1973 và con trai mình. Trong bộ phim Câu chuyện Lý Tiểu Long, Dragon the Broly Story, vào năm 1993, kể về cuộc đời của Lý Tiểu Long, huyền thoại võ thuật này đã chiến đấu với một con quỷ ẩn dụ đã ám ảnh từ khi ông được sinh ra. Trong một khoảnh khắc đặc biệt đáng sợ trong phim, con quỷ thậm chí còn cho Lý Tiểu Long xem trước cảnh bia mộ thực sự của ông. Vào cuối bộ phim, con quỷ đột nhiên mất hứng thú tấn công Lý Tiểu Long và chuyển hướng về phía con trai của ông, đó là Lý Quốc Hào. Hai tháng trước khi bộ phim này được phát hành, Lý Quốc Hào cũng là một ngôi sao điện ảnh phim võ thuật đã qua đời ở tuổi 28 trong một tai nạn nổ súng ở phim trường. Cha mẹ tin Lý Tiểu Long bị cướp đi linh hồn. Câu chuyện này lần đầu tiên xuất hiện như một tin đồn về lời nguyền xoay quanh cái chết của Lý Tiểu Long. Nhưng trên thực tế, khi tìm hiểu sâu hơn vào quá khứ của gia đình ngôi sao võ thuật này, nhiều người đã phải suy nghĩ. Lý Tiểu Long, tên thật là Lý Chấn Phiên, sinh vào năm Thìn, giờ Thìn, khoảng 7 giờ sáng ngày 27 tháng 11 năm 1940 tại Mỹ. Có lẽ do cầm tinh con rồng, loài vật quyền uy nhất trong 12 con giáp, nên Lý nổi tiếng là người rắn giỏi, bạo liệt. Cuộc đời anh từ khi chào đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, gần như không một phút ngơi nghỉ. Người ta chỉ nhắc đến ba cái tên, đó là Broly, Lý Jun Fan và Lý Siêu Long, tức là Lý Tiểu Long, theo âm Hán Việt. Tên này được mọi người gọi khi Bru chập chững bước vào nghề điện ảnh, vì giờ và năm sinh của anh đều được tượng trưng bằng con rồng. Thế nhưng, cha mẹ ở nhà thì luôn gọi ông là Little Phoenix, có nghĩa là Tiểu Phượng Hoàng, tên của một cô gái trong tiếng Trung. Tại sao lại như vậy? Trước khi Lý Tiểu Long được sinh ra, cha mẹ ông đã mất đi một đứa con trai khác. Theo truyền thống, nếu cha mẹ không gọi ông bằng một cái tên nam, thì điều đó sẽ khiến cho Lý Tiểu Long luôn bị những linh hồn theo đuổi. Và đến cuối cùng, vì dùng cái tên nữ mà cha mẹ ông tin rằng con mình bị quỷ dữ cướp đi linh hồn nên mới có chuyện ra đi đột ngột không rõ nguyên nhân như vậy. Nhưng một trong những suy đoán được nhiều người đồn đại đến nay, Lý Tiểu Long chết vì một lời nguyền.
Đó là phong thủy ngôi nhà của ông ở số 41 đường Cumberland, Cửu Long, Hồng Kông. Trong cuộc khám phá về nguyên nhân cái chết của Lý Tiểu Long, báo giới Hồng Kông đã dẫn lại nội dung cuốn sách Post Memoirs of an Asian Movie Girl, cho rằng siêu sao võ thuật này là nạn nhân của phong thủy xấu. Trích dẫn một bài báo được xuất bản một tuần sau cái chết của Lý Tiểu Long vào ngày 20 tháng 7 năm 1973, cuốn sách viết: Cái chết bất ngờ và nhanh chóng của Lý Tiểu Long vào thứ Sáu tuần trước, ngay lập tức khiến một người hàng xóm buột miệng nói rằng anh ấy biết có gì đó không hay xảy ra vì một cái cây trong nhà của ngôi sao võ thuật ở Cửu Long đã bị cơn bão Dot thổi bay xuống. Bão Dot tấn công Hồng Kông vào tháng 7 năm 1973, gây ra gió bão khiến cho một người thiệt mạng. Người hàng xóm nhấn mạnh đó là điểm xấu dẫn đến cái chết của Lý. Phong thủy là một niềm tin siêu nhiên rằng sự sắp xếp không gian của các đồ vật có thể tác động thuận lợi hoặc bất lợi cho những người ở gần, sự giàu có hoặc nghèo đói, sức khỏe và cái chết của họ. Khi chuyển tới một căn nhà mới, chủ nhà thường thuê các nhà phong thủy để sắp xếp đồ đạc sao cho phong thủy là lành tính, trong khi các kiến trúc sư đôi khi tham khảo các nhà địa chất để thiết kế các tòa nhà. Khu vực Cửu Long, nơi Lý Tiểu Long sống, ở 41 đường Cumberland, bị đồn là có phong thủy xấu. Báo chí Trung Quốc nói rằng Lý Tiểu Long biết về phong thủy xấu trong khu vực, nên ông đã gắn một bộ làm lệch hướng phong thủy trên mái nhà của mình ở đường Cumberland. Bộ làm lệch hướng phong thủy với một khung gỗ hình bát giác và một chiếc gương ở trung tâm đã bị mất tích sau khi cơn bão Dot ập vào Hồng Kông. Một số người nói rằng với việc không có nó, Lý Tiểu Long trở nên dễ bị tổn thương. Vì vậy, câu chuyện kể rằng nếu ngôi nhà ở nơi khác, Lý Tiểu Long sẽ sống lâu hơn. Các báo cáo khác cho rằng bạn bè của Lý Tiểu Long là Unicorn Chan và Ungan đã thiết lập bộ làm lệch hướng phong thủy vì họ đã sắp xếp cho một nhà địa chất kiểm tra trước khi huyền thoại võ thuật Hồng Kông chuyển đến. Bản thân Lý Tiểu Long dường như không mê tín, nhưng ông không hề phản đối. Người ta cũng đồn rằng Lý Tiểu Long chọn trò chơi tử thần, The Game of Death, làm tựa đề cho bộ phim cuối cùng cũng là một điểm báo cho cái chết của ông. Trích dẫn bài báo trong cuốn sách trên, báo chí Trung Quốc từng đưa tin rằng đạo diễn phim Lao Wei, người cũng từng làm việc với Lý Tiểu Long trong các bộ phim trước đó, đã cảnh báo Lý Tiểu Long về tên của bộ phim và khuyên nên lựa chọn cho cẩn thận. Nhưng Lý Tiểu Long đã quyết nên tên phim không hề thay đổi. Cho đến nay, vẫn chưa ai xác định được nguyên nhân cái chết của Lý Tiểu Long. Nhưng nếu căn cứ vào cái chết của con trai anh hơn 20 năm sau, đại đa số e rằng anh đã bị đầu độc. Còn theo xác minh của bác sĩ, anh chết vì bị tẩu hỏa nhập ma. Suy cho cùng, chỉ có anh mới biết được chính xác nguyên nhân là gì. Nhưng anh đã vĩnh viễn nằm sâu dưới nấm mồ và câu hỏi đó không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng. Còn các bạn nghiêng về thuyết âm mưu nào? Hay các bạn nghĩ ra một thuyết âm mưu nào mới không? Hãy để lại suy nghĩ, ý kiến dưới phần bình luận cho chúng mình được biết nhé. Đừng quên like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và ấn nút chuông nho nhỏ bên cạnh để được free ship thông báo về tận nhà nhé. Trên màn hình là những video hay ho có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!